Một trong những điểm sáng trong nông nghiệp của tỉnh Bình Dương là đã hình thành đậm nét các vùng sản xuất tập trung, nổi bật là vùng chuyên canh cây ăn trái có múi ở các huyện Bắc, phía Bắc, góp phần đem lại giá trị gia tăng cao cho toàn ngành. Các vùng sản xuất cây có múi tập trung hiện đã hình thành rõ nét ở các huyện phía Bắc của tỉnh như Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng, tập trung chủ yếu ở các xã ven sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé. Đến nay, diện tích cây ăn trái có múi toàn tỉnh đạt hơn 4.300 hectare. Sản lượng cây có múi bình quân đạt 53.000 tấn mỗi năm. Trong đó, cam là cây ăn trái có diện tích lớn nhất với hơn 1.900 hectare. Sản lượng cam tăng trưởng đáng kể với tốc độ bình quân 37% một năm, vượt trội nhất trong các sản phẩm ngành trồng trọt hiện có của tỉnh. Quýt bưởi là hai loại cây có múi có diện tích hơn 2.300 hectare, trong đó diện tích trồng bưởi hơn 1.800 hectare, đem lại sản lượng tương đối lớn. Nhờ sự kết hợp các tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc và thu hoạch, nên sản lượng đạt cao, bình quân từ 50 đến 60 tấn một hectare một năm. Rất là nhiều đổi mới theo cái hướng là mình sản xuất là sẽ giảm đi cái lượng phân thuốc lại để tăng cái phân hữu cơ lên để cho cây nó có sức bền mà sản lượng mình sẽ tăng dần. Bình Dương hình thành vùng sản xuất tập trung cây có múi đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ hiệu quả trên diện tích lớn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, nâng cao năng suất bình quân toàn vùng, gia tăng chất lượng sản phẩm và làm nền tảng cho việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, phát huy thế mạnh của địa phương và thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng. Nhiều sản phẩm đã được công nhận thương hiệu như bưởi Bạch Đằng, cam Bắc Tân Uyên, bưởi Bắc Tân Uyên, quýt Bắc Tân Uyên. Gần đây, nhiều sản phẩm trái cây có múi của các trang trại, hợp tác xã, nông hộ sản xuất tại các vùng tập trung được công nhận sản phẩm OCOP đã nâng cao giá trị nông sản địa phương, góp phần giữ vững giá trị gia tăng cao của ngành nông nghiệp với mức tăng bình quân trên 3% một năm. Làm thì năng suất nó đạt, nhờ nguồn nước tưới tốt. Hỗ trợ cho bà con nông dân và đặc biệt là trang trại sản xuất theo cái chuỗi giá trị đặt hàng, xây dựng thương hiệu, liên kết trong cái tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đẩy mạnh về cái hợp tác xã. Việc hình thành vùng sản xuất tập trung còn là tiền đề quan trọng để xây dựng thương hiệu cho các vùng chuyên canh cây ăn trái có múi, tiến đến hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững cho nông sản Bình Dương.